Rồi, xin chào cô chú anh chị em đã đến với chợ xe cũ online nha. Hôm nay chợ xe cũ online lại có mặt tại Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ của mình là 315 Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương nha cô chú anh chị ơi. Rồi, trước mặt cô chú anh chị đây là một chiếc quay. Xe này thì có chạm đầu nha cô chú anh chị. Máy móc rất là êm. Có chạm đầu nha. Hình như hết bệnh rồi cô chú chị. Đấy, 14.200.000. Biển số là 60N2 4964 nha. Rồi, tiếp theo là một em xe khá là quen thuộc với anh chị em ở trên chợ xe cũ online luôn. FX. FS 10.500.000. Rồi, tiếp theo là một em cúp 50 cho học sinh đi học nha cô chú anh chị. Biển số 61FC 1075. Trời, cái số 0 này mà chuyển thành số 9 là quá là ý nghĩa luôn cô chú anh chị ơi. $13.000.000 nha, dành cho học sinh đi học. Chiếc xe này còn khá là mộc mạc nè, chưa sơn dọn luôn. $13.000.000 nha cô chú anh chị. Đây. Xem. Rồi, tiếp theo là một em Winner XV3. Anh chủ nói em này còn zin nha. Đây. Cặp vỏ chưa thay luôn nè. Đấy, cặp vỏ là đi theo xe luôn. Là hiểu nó zin tới cỡ nào rồi đó cô chú anh chị ơi. Nói giá em này là mọi người bất ngờ luôn. Tại vì đấy, đây khá là im ha. Em này là có thắng ABS. Đó. Lâu lâu cửa hàng có một em xe mà nó đẹp, nó rẻ như thế này, nên mình quay nó hơi lâu một xíu nha cô chú anh chị. Thấy phải review kỹ cái em này mới được. Đây, ở đây thì nó có bị chày nhẹ nhẹ, bể nhẹ nhẹ nè, nhưng mà không sao. Xe này á, cô chú anh chị mình chỉ cần mua xong về thay hai cái vỏ là mình chạy im ru rồi nha. Đấy, giá nói một cái là bất ngờ luôn. 17.500.000 cho một em Winner V3.
Odo là 34.900 cây cho 35.000 đi. Đấy. Xe về chỉ xịt ở ngoài thôi chứ chưa rửa ráy gì bên trong hết nè. Xịn chưa? Quá xịn luôn cô chú anh chị ơi. 17.500.000 nha. Các dòng Win XV3 á mà mình thấy ở ngoài người ta bán á, dòng xe cũ này nè là trên 25.000.000 đấy. Ở đây bán 17.500.000 là quá rẻ, dành cho những ai mà tập chạy xe côn nè. Đấy, 17.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi qua em Winner đó thì mình sẽ tới với một em cúp màu xanh rêu nha cô chú anh chị. Xe này là chắc có thay miếng rồi. Em này 15.300.000 nha. Rất là mới, rất là đẹp luôn nè. $15.300.000 cho màu em cúp 50, biển số 60FA7016. Rồi kế bên đây là một em cúp biển số 51ZA6975. Em này thì có cục ngay đây là thay rồi, còn mọi thứ là mình cũng không biết. Chỉ thấy cái này nó mới quá là biết nó thay rồi thôi. Nó vui thôi nha cô chú anh chị ơi. Con này là 10.200.000 nha. Đấy, 10.200.000. Quay Thái, biển số Hà Nội, xe có rớt đầu nha cô chú anh chị ơi. Đây, mình khoái xe này không có gì mà có cái bình nè. Đó, rất là đẹp. Em này hôm trước mình quay là nó bị đèn led á, nên nó cứ cà chớp á cô chú anh chị. 18.500.000, rất là đẹp. Xe có rớt đầu nha. Nếu như mà mình review mà nó không có đủ hay cái gì đó, cô chú anh chị mình hãy comment để mình góp ý cho em, để clip sau á em có thể mà em review một cách chuẩn chỉ nhất cho cô chú anh chị nha cô chú anh chị. Đấy, tiếp theo là một em FZ Ấn Độ, biển số 60B8, vỏ rất là dày nè. 16.500.000 máy đứng. Này chắc hết xăng rồi. Này, mình đã pha rồi. Đấy.
16 triệu rưỡi nha. Rồi, cửa hàng xe máy của mình còn rất là nhiều xe luôn nha cô chú anh chị ơi. Nếu mình muốn tìm kiếm xe hay là mình muốn biết thêm chi tiết về tất cả các loại xe mà hồi nãy em mới review á, mình vui lòng liên hệ số điện thoại là 0973156389 nha. Rồi, địa chỉ của mình là em xin nhắc lại là 315 đường Nguyễn Chí Phương, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương nha cô chú anh chị. Cửa hàng xe máy của mình tên là cửa hàng xe máy 39, tái chuyên mua bán trao đổi xe cũ các loại. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha.